Ê, quá đẹp phải không? Đấy, mình chắc mình mua 10 cái rồi có mặt dần luôn. Quá đẹp đúng không? Tiếp tục nè, mọi người thấy không? Rất là nhiều loại áo. Nào hợp với mình hơn nhỉ? Cả hai hợp à? Ok, mình sẽ lấy cái này. Tôi mới vừa mua một cái áo giá là 400 peso, mặc vô luôn, lồng lẫy. Đi review cho mọi người xem nha. Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục có một chuyến đi khám phá đất nước Philippines cùng những người bạn. Thì bây giờ mình đang thang máy để chuẩn bị cái chuyến hành trình này, đi xuống và gặp những người bạn về chuẩn bị đi. Thì đây là một cái chuyến đi mà mình cũng chưa biết mọi người sẽ đi đâu nữa, thì sẽ gặp không biết được. Thì đầu tiên mình làm cái video này để tiếp tục quảng bá đất nước, con người, cũng như là chia sẻ những món ăn ngon đến mọi người. Alo mọi người, thì bây giờ mình cũng đã đón xe đi được chung với những người bạn của mình đây. Đây có một người bạn tên là, tiếng Anh là gì ta? Anh Sako. Và bạn kia tên gì ta? Sai đúng không? Đấy, làm gì mà che mặt dữ vậy? Trời ơi, đẹp gái được khoe ra. Thì hôm nay mình đi đâu anh Sako? Hôm nay mình sẽ đi trên cái tắc là PLC. Thì hôm nay theo cái lịch trình là mình sẽ đi thử BGC, thử ở đó nó có như thế nào, chúng ta tới đó chơi những gì và cảnh vật như đó thế nào, chúng ta sẽ được Mr. Thụ AG cập nhật ở trên cái kênh YouTube của mình nha. Đặc biệt là lúc nào Thụ đi chung cũng có gái nha. Đặc biệt là video của Thụ video nào đi đâu cũng có gái, lúc nào cũng có gái đi chung, đó là cái điểm đặc biệt của Thụ nha. Là vẫn đang cô đơn nha mọi người. Ai nói cô đơn, chúng đã có trái tim ở Việt Nam. Đây là cái đường phố Philippines lúc trưa, lúc trời nắng sẽ như thế nào đấy mọi người thấy không? Xe, dòng xe nấp nập. Đấy, nói chung là ở đường phố Philippines được cái là chạy xe rất là văn minh, không có những cái trường hợp là lấn lên vượt ẩu đâu, không có đâu nha mọi người. Ở đây người ta chạy xe rất là thái độ, rất là chuẩn. Mình mà ví dụ mình đi ngang đường á là người ta thắng lại cho mình, đi bộ ngang qua luôn á, chứ không phải là Việt Nam là chỉ có lên bàn thờ thôi, chứ không có cái chuyện mà được thắng lại chờ mình đi bộ qua. Mình ở đây cứ đi bộ cái lon ton đi bộ qua thôi, xe hơi xe buýt xe gì cũng thắng lại giường mình đó. Cái này mình thấy vậy thôi chứ mình không biết luật bên này như thế nào luôn, không biết luật đấy. Đâu anh? BZ. À,
nãy giờ mình cũng có nói thì đi thành phố này là thành phố nghe nói là giàu nhất Philippines hả anh? Đây là thành phố giàu nhất Philippines, BGC hả? À, BGC. Và kẹt xe quá trời luôn. Mình đang ngồi cũng nắng quá trời mà thấy view cũng đẹp nên quay lại chút. Quá trời là kẹt xe luôn. Thành phố này là cái thành phố giàu nhất Philippines nha. Đấy, mình thì chưa có giàu nhưng đi review cái nơi giàu cho mọi người xem. Vài bữa có tiền mua 1 căn 2 căn bên đây ở cho vui. Cái toàn cảnh của thành phố giàu nhất Philippines thì dòng người tập nập, xe cộ, kẹt xe, kẹt cứng luôn nha. Mình cũng đã đi rất lâu rồi cũng chưa tới thành phố nữa. Đấy, chưa tới nhưng tôi thấy cái độ nguy nga của nó cũng khá là ok, khá là phát triển so với Sài Gòn. Mình thì cũng có những cái nơi như vậy, mình thử mình khám phá một lần Philippines nó sẽ là như thế nào. Đấy, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về những cái lối sống cũng như là những cái văn hóa Philippines. Thấy cũng có nhiều cái TikToker khác cũng hay nói về Philippines. Nhưng họ thường lấy những cái nghèo, những cái chỗ mà vô gia cư nghèo rồi các thứ để nói về thành phố này. Và nói về con người Philippines thì mình thấy cái đó là chỉ tương đối thôi. Đồng ý là ở đây phân hóa giàu nghèo rất là nhiều. Phân hóa rất là lớn, sự phân hóa giàu nghèo, nhưng Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Cũng phân hóa giàu nghèo, chúng ta cũng đến những cái ổ chuột Việt Nam cũng thấy là khủng khiếp, muốn chi là Philippines, ở đâu cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy nha. Đấy thì như thành phố Philippines nó giàu như thế nào thì chúng ta cũng đang thấy nè, rất là giàu, rất là phát triển luôn. Đường phố rất là văn minh, rất là xịn sò, chứ không giống như là những cái YouTuber khác này. Họ đưa những cái hoàn cảnh nghèo của Philippines. Đấy, mình làm cho mọi người thấy Philippines họ giàu như thế nào đó. Đường phố văn minh, chúng ta nhìn vào cái quận 1 của chúng ta và nhìn vào ở đây thì chúng ta thấy hai cái đầu não kinh tế hoàn toàn khác nhau. Nét cổ kính thì có thể là ở quận 1 chúng ta hơn, nhưng về phương luồng giao thông cũng như là mức phát triển đô thị ở đây rõ ràng BGC An Đức quận 1 nha. Giờ mình cũng đã đi tới nơi rồi, quá trình khá là xa luôn nha.
mình sẽ ghé cái khu gọi là Market, cái chợ thành phố Bis, thành phố mình cũng BCG hả? BCC à, BCC nha. Đấy thì cái đây là cái chợ nha mọi người. Ồ, bên đây có âm văn nghệ, âm nhạc nữa. Chắc mình lên hát với mọi người ơi. Hấp dẫn không mọi người? Mình cũng thấy là khá hấp dẫn. Giờ mình sẽ ăn thử đồ phi nó như thế nào. Bình thường mình không dám ăn đồ phi, mình ít ăn đồ phi lắm nha. Mà bây giờ mình ăn thử. Đồ phi thì ở đây mình thấy nè, chúng ta thấy những món ăn của phi nè. Ok, nhìn cũng hấp dẫn á, mà ăn không ta. Đây ốc nè, ngoài mấy cái kia kìa, cá nè, để thì mọi người thấy không? Đấy cũng hấp dẫn à, nhìn nó đẹp á mà không biết ăn sao. Bây giờ mình bắt đầu mình ăn nè, thấy cá nè, thịt hả, thịt nướng nè, tôm, cá này cá gì điên thui mình cũng không biết luôn. Rô phi rán nha, mình thử mình ăn thử nó như thế nào nha. Rồi, đây là xiên thịt nướng ở Philippines nha. Ăn nó cũng lạ lạ. Tình yêu người ta phải lấy mồm cắn ra mà đặt xuống cho em chứ, ai chơi như vậy. Người ta phải cầm chiên chứ. Thế không bỏ được em ăn đi. Ừ, thế để mình lấy thử cá nữa. Cá được. Ăn. Cá này mua này. Giống đồ Việt, giống đồ Việt. Nó hơi mặn mặn. Giống các khô phân, nắng mà đem ráng lên. Một cái muỗng này nó gồm có những gì ta? Cà chua, hành tây, xoài. Riêng mình chỉ thích thịt nướng à, nướng ngon nhất. Thịt nướng là đó luôn. Ngon. Làm cái tôm hùm đất. Tôm hùm đất có một chấm nè, mấy cá chấm mắm này ngon. Ít giấm tỏi để bùi đầu lắm. Làm muỗng cơm. Ăn xong rồi thì tiếp tục cái cuộc hành trình nghiên cứu ở đây thì quay mấy đồ ăn rất là ngon này. Cái này là chưa biết là cái gì luôn. Đây mọi người, một món rất lạ luôn. Vừa mềm vừa dẻo nhá. Đây đồ Philippines à. Đồ Philippines.
Ồ, lạ quá, lạ quá, bánh kẹo thôi chứ chẳng có gì. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành đi mua sắm nha. Ở đây cũng đông vui, ok. Chắc sắp tỏ tình, sao có một cặp bông cầm hoa ta. Đây, quần áo rồi đây. Đặc biệt là mình sẽ tia gái đẹp nữa. Đó. Sale 200 peso. $200 một cái nha. Đây rất là ok nha, rất nhiều gái đẹp nha. Hả? Ok. $150. Mình tia được mấy cái áo nha. Mấy cái áo cũng rất là ok luôn á. Đấy, đi qua kiếm vàng. Vàng dòng đồ, chuỗi đồ, cũng không khác gì Việt Nam cho lắm. Đây là chợ Philippines. Chắc mình phải mua một cái áo mặc chơi cho vui chứ. Đây, đây là trung tâm thương mại nha. Đây là những cái mặt hàng người ta bán ở trước. Đây, có vẻ những cái phong thủy đồ này. Đồ la với chồng nhà mẹ cũng giống mọi nơi mình đi thôi. Đây là những cái phong thủy, những đồ phong thủy này, nó là đồ phong thủy. Đồ ăn. Mặc đồ đồ không gian ở đây thì mình thấy thoáng mát. Ở đây nó cũng nóng lắm nha. Cái này là nó nhúng gì vậy? Bánh bánh bánh. Mình lại không có sở thích ăn vặt mấy thứ đó. Hi. Yes, sir. Yeah. Hungarian sausage. How much? 75 cents. Okay. The chutney, sir. Okay, okay. Thì mình ghé vô đây mình mua một cái cây xúc xích mình ăn nha. Đấy, ta đang chiên xúc xích lên. Đó, mình rất là thích ăn xúc xích nha. Cái đó kia là như là chuối chiên. Cái thấy kiểu được xói tiền lại. Ồ, mình nghĩ sẽ rất là nóng chảy đây. Hồi nãy mình đang ăn đồ phi thì có một cái là nó hơi mặn. Nó hơi mặn nha. Đây, cái chị gái này cũng xinh. Đẹp gái nha. Okay. Đây là khu chợ. Mình mới mua cái xúc xích. Nhìn thấy nó đẹp á, mà các em con xúc xích ở đâu cũng nhau hết. Tiếp tục hành trình dàn dòng đột quả trời quả đất này. Dở mình đi đến đâu rồi, không giờ biết mọi người đi đâu hết. Mà mình cũng không quan tâm lắm. Mình đang nhìn cái cặp men này, ở đây có lý lắm, không phí rồi. Đây, rất là nhiều cái thương hiệu, người ta này chắc sắp quá. Để mình kéo cái lên. Excuse me. Hey, nigga, how much? 550. Cái này là 550 peso nha, đấy cũng được, giá cũng rẻ. Thank you.
Thì bên đây người Phi ta rất là chuộng gà rán, những cái thứ nướng đồ mình ăn thấy nướng là ngon, còn mấy cái thứ canh đồ nó canh chua thì nó rất là chua. Như thịt đồ mình cũng thấy hơi ngọt, nó không hợp khẩu vị mình. Đối với mình là thức ăn Việt Nam là nhất rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào khu trung tâm thương mại. Đây thì mình sẽ bước vào trung tâm thương mại. Xem ở trong đây nó có cái gì đặc biệt không? Ủa mày cái nhìn có cái gì không? Đi vào trung tâm thương mại nghiên cứu. Dự đoán cái trung tâm này khá bự nhá, bán cũng khá là đủ mặt hàng. Thì Philippines là có nơi giống như là phòng mộ tấp nập, rất là đông người đến đây và đi nha. Vậy cho mọi người xem kính đồ các thứ mình rất là thích kính nha. Cái đôi kính mình hay mang là cái kính mình mua 100 peso thôi, chỉ 100 peso thôi nha mọi người. Nước hoa cũng như là người quần áo giày dép đều đầy đủ được có ở đây hết. Nói chung là mình thấy việc từ gái về gái thì cũng xinh cũng được, nhưng mà mình thấy phụ nữ Việt vẫn là đẹp nhất thôi. Thế mình cảm nhận là mặc dù là Philippines là một nước rất là nhiều hoa hậu, nhưng mà mình thấy được điều là không có xinh bằng gái Việt mình nha. Đấy, đây là cái khu giống như bán quần áo sale đồ rất là nhiều nha. Nãy mình mua ngoài kia thì được giảm được cao, còn ở đây thì không biết như thế nào nha, bán rất là nhiều mặt hàng luôn. Đấy, thấy không, sale quá trời, sale 50% nha, chắc khác gì Việt Nam lắm. Để mình vô coi ý kiến coi. Rất là nhiều mặt hàng, rất là nhiều đồ được tiết khao, được giảm giá. Đây, áo quần giày dép đầy đủ hết. Thì mình cũng mới đổi cái đôi kính. Đây, cái kính đôi kính kia nó không được xịn á, cái mình mang vô mình không thấy được, cái mình đổi đôi kính này để đi cho nó ok hơn, nhìn ngắm cảnh đồ hợp lý hơn nha. Thì thấy đôi kính này cũng đẹp á. Cũng hợp với mình, nó nhỏ. Giờ mình đi kiếm mọi người đang ở đâu đây. Mình đi vòng vòng, giờ mình sẽ đi lên tầng cao hơn để coi cái siêu thị này có cái gì nha mọi người. Mình thấy được thành phố này là thành phố rất là đẹp, sống phát triển, không khí cũng không nói nổi là ô nhiễm, mà lại không có vô gia cư nhiều như thành phố mà Makati. Đây mình đang sinh sống thì có nhiều thành phần vô gia cư. Hôm nào mình sẽ làm cái clip về thành phố Makati, anh em mình sống, mọi người nhớ xem của mình nha. Đi đảo vòng vòng, biết là mọi người đi đâu hết rồi, đã lạc nhau rồi. Rất đẹp các bạn, không giống mấy trung tâm thương mại Việt Nam thì cũng khác nhiều. Nói chung là để phát triển thì nó có sự phát triển á. Đây có đủ mặt hàng nha, rất là nhiều mặt hàng từ giày dép tới những cái thương hiệu lớn đều có trong cái trung tâm thương mại này. Xíu nữa mình sẽ kiếm cái đồng hồ thì sao ta? Mình đang mua đồng hồ không? Tại vì riêng phụ thì tôi chưa có đồng hồ nha. Đấy, mặt hàng rất là lớn. Thì ở đây thì mình mới vừa gọi điện thoại cho mọi người chưa có vào đấy, chưa có vào đây. Mình là đi ra. Đi ra kiếm mọi người. Thì giữa cái trung tâm thương mại là vô tình nó lại có cái chợ, mình cũng không hiểu luôn. Bất ngờ này tới bất ngờ khác, là giữa trung tâm thương mại là chúng ta là thấy có một cái chợ chia ra từng quầy bán. Giờ kia mình nhãn hàng đồ mình thấy cũng rất là nhiều nha. Mình không nghĩ ra là giữa giữa trung tâm thương mại nha, là mình lạc qua một cái chợ kế bên luôn, không phải chung một lối đi qua luôn. Đây nè mọi người, không được vài thôi thôi bán như chợ vậy đó, thấy trong trung tâm thương mại. Tất bất ngờ này, tất bất ngờ khác luôn, rất là nhiều hàng luôn nha, nón đồ các thứ, quần áo đồ. Giữa cái ranh giới một núi tiền có bạn mua đồ, với một cái ranh giới là những bộ đồ rẻ tiền kế bên nhau, giống như cuộc sống này ranh giới giàu nghèo thành công bại thì là tiên tài, và kể đi chỉ là một đất nhạc thôi mọi người.
để bên trong hết. Thì mình định mua cái áo này nè, thấy hợp với mình không? Giá của nó là 200 peso, 80 ngàn Việt Nam. Có 80 ngàn à. Đây, quá đẹp phải không? Đấy, mình chắc mình mua 10 cái rồi có mặt dần luôn. Quá đẹp đúng không? À, tiếp tục nè, mọi người thấy không? Rất là nhiều loại áo. Nào hợp với mình hơn nhỉ? Cái hai hợp à. Ok, mình sẽ lấy cái này và mình kiếm thêm thử coi. Hai. Mình sẽ mua thêm một áo thun nữa nha. Ôi. Nhìn được không? Nhìn được không? Đây. How much? 350. Nói chung áo nó nhìn nó dày, chất lượng lắm. Cái này là 350, là 350 peso. Thì mình nghĩ rằng nó cũng thì mình nghĩ rằng là cái áo này cũng được dày, quá dày lắm, mình sợ đổ lông. Tôi mới vừa mua một cái áo giá là 400 peso, mặc vô luôn, lòng lại đi review cho mọi người xem nha. Rất là ok luôn phải không mọi người? Sáng lòng lòng luôn. Đây. Alo, thì sau một thời gian mình đại náo cái chợ thì mình cũng mua được rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình không nhận ra mình nữa nha. Mình không nhận ra mình luôn. Và mình ngồi mình nghỉ mệt một chút thì mình sẽ đi qua cái khu gì ta? Khu phố đi bộ. Phố đi bộ giống như ở Việt Nam thì có phố đi bộ Nguyễn Huệ vậy đó, ở đây cũng có. Rồi mình sẽ chiêm nghiệm cái văn hóa đi bộ ở đây, rồi có cái âm nhạc sập sình như ở Việt Nam hay không, mời mọi người cùng mình đi vào cái khu phố đi bộ này nha. Bây giờ mình cũng đã tới cái khu phố đi bộ rồi, thì mình thấy nó cũng rất là nhộn nhịp nha, rất đẹp, mình thấy cũng đông người đi qua lại. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cái khung cảnh phố đi bộ ở Philippines như thế nào nha, một trong những thành phố mà phát triển nhất Đông Nam Á nha, thành phố này rất là nhiều mặt hàng công nghệ đang bán ở đây, khá đẹp mọi người. Đây cũng bày bán rất là nhiều mặt hàng công nghệ. Quay thì mọi người thấy rất là ok nha. Và mình nghe tiếng guitar là đi thôi. Ok. Đó là những cái nét văn hóa cũng giống như phố đi bộ của mình thôi.
có những tiếng ca rất là nghệ thuật. Mình luôn luôn đánh giá cao những cái người nghệ sĩ đường phố nha. Đây. Mỗi bước chân của mình đi ngày dài hơn, xa hơn thì xa quê chúng ta cũng rất là nhớ quê hương đất nước nha. Hẹn Việt Nam một ngày trở về. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình đi khám phá Philippines, Australia và nhiều nơi nữa.